Thưa quý vị, kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra. Kỳ họp xem xét và quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện, phục vụ kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện và miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân huyện. Kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã quyết nghị thông qua các tờ trình điều chỉnh quy mô đầu tư và tên dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hưng, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các công trình thuộc nguồn vốn xổ số kiến thiết, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với bà Nguyễn Thị Trâm Nhị và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Văn Dương, trưởng phòng tài chính kế hoạch, bà Trần Thị Hà, trưởng phòng tư pháp,